hả? Em Nguyễn Thiện Nhân thì đầu tiên là em dám khẳng định luôn. Có nghĩa là em không biết trong bối cảnh nào, thời gian nào, thế nhưng mà em dám khẳng định là không bao giờ bác Nguyễn Thiện Nhân bác có nói là Sài Gòn. Nếu bác có nói thì bác nói thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thế nhưng mà bây giờ để chứng minh thì anh Hoàng Nguyên anh cứ đăng lên cái trang cá nhân của anh ấy, cái clip đó đó, nó ghi chú thời gian, địa điểm các thứ luôn anh nhé, để cho mọi người vào tìm hiểu. Mình công dân đại bản làm gì nó phải quang minh chính đại, đừng có mập mờ như thế anh ạ. À, đúng không, nói nó phải nói có sách mách có chứng thì giang hồ nó mới nể. Nói gì nói đúng không bạn, tại vì á nó khổ cái thế này nè, dù sao á mình nói ra thì một công thì liên lụy với mấy anh mấy chú khác, mà cụ thể cũng có việc ra trong này nè đúng không, đó thà như việc ra đúng không, người ta cũng là Việt Kiều Mỹ, nhưng mà có cái gì nói đó và nói ra phải có dẫn chứng cụ thể đàng hoàng thì nó mới thuyết phục. Mà đây cũng lạ thêm một điều nữa nè, mình thấy rất là lạ. Mọi người nhớ không, Hoàng Nguyên từng xác nhận là Hoàng Nguyên bây giờ đã rất hài lòng với Mỹ Đế, với đại khái là với Huê Kỳ á, Huê Kỳ không à, cảm thấy rất là hài lòng, rất là an yên ở cái xứ Huê Kỳ, mà không hiểu sao lại cứ quan tâm của cái chuyện trong nước Việt Nam không là sao ta, không lẽ là hôm nay làm trong cơ quan phản gián hay gì vậy? Khả năng là làm trong FBI. Dám lắm mà Trung, dám lắm mà Trung. Cho nên hôm bữa là Trung nhớ anh em mình có từng có những cái comment cảnh báo anh em mình không, là cái gì bạn hãy cẩn thận, bạn đã vào tầm ngắm của cơ quan đặc vụ CIA, FBI gì liên bang Hoa Kỳ tùm lum tà la, Trung nhớ không? Dạ đó. Trung mà dám lắm mà. Nếu mà như vậy á, nếu mà như vậy á thì sẵn có Hoàng Nguyên đây thì mình với Trung cũng anh em nói thẳng luôn thì thôi. Nếu mà cơ quan với Trung có vấn đề gì nó khiến cho những người bên kia cảm thấy chưa hài lòng hay là thế này thế nọ đó thì cũng nên có cái là sao, thí dụ anh nói cho anh em mình hiểu, Trung ơi, cơ quan ơi, ABCXYZ thì nè, đừng vậy nữa. Chứ ai đời nào mà chơi cài cắm người. Có anh Hoàng Nguyên này, có anh Hoàng Nguyên đây làm mình nhớ cái vụ mà ATM. anh nói là vô nhà người ta là vác cái ATM đi nó khó khăn như thế nào gì á, đúng không, đúng không anh em? Của cái bà Nancy, ý là cái két sắt là người ta gắn xuống phần Lucy. Nó vô nó nhà của bà Nancy và Lucy là quốc hội như vậy mà làm sao mà nó vô được, mà nó còn tên vô, nó gõ ông kia nó chạy. Nó tưởng ông kia là cái cục ATM. Nó tưởng, tại vì người ta biết sao không? Sao? Vậy là cái thằng đó đó, người ta biết sao không? Mấy thằng đó là nó đồ theo dõi kênh xuyên tạc dữ lắm nè. Bởi sao nhiều khi mấy kênh xuyên tạc á, nó nói mày cứ vô đó mày đập cái búa đập vô đầu chồng bà đó là nó lòi ra tiền. Là cứ cầm búa đập cái là tiền. Đập một cái nó ra một cục tiền, đúng không? Mà đập 10 cái ra 10 cục. Hay là nó vô nó giác ATM mà nó chưa thấy ATM, nó thấy ổng luôn mà nó gõ luôn chạy. Có nghĩa là vào, nhưng mà nhìn ống thì tưởng đâu cái ATM đó, nhìn ống đâu tưởng đâu cái ATM, cái là gõ cái mà nó ra, nó không ra tiền, lạ vậy. Mà em cũng ngẫm nghĩ, em nói ủa nhà của bà chủ tịch quốc hội của Mỹ mà sao mà lại cái thằng nó vô như vậy mà nó giác búa nó đập ổng, công nhận cũng hay nha. Nó nhìn nhầm thôi anh, đâu phải nó cố ý đâu. Nó vô rồi, khả năng mình nghĩ á, Trung biết sao ông Trung ra, khả năng mình nghĩ là nó nhìn lầm, hoặc là thằng này nó bị cận thị. Bởi vì sao, nhiều khi là trong nhà đâu có cái chữ của lực lượng SWAT gì đó việc ra đúng không, là chữ SWAT viết S nè,
WAT đúng chưa? Rồi, SWAT team á, cái tụi mà phản ứng đặc biệt á. À, mày có khả năng gặp ngay cái áo cũ mất mẻ chữ S rồi, rồi thêm chữ độ WAT nó lật ngược lại nữa, mà ông đọc ông mất mẻ mất mở sao ông đọc thành ATM. Đúng không? Rồi ông phang cho một búa. Trời ơi, anh Việt. Anh Hoàng Nguyên, mình cũng muốn hỏi anh ở bên đây mình thấy đau bụng quá. Nói về chuyện này chuyện kia thì cũng mệt lắm, nhưng mà chỉ có một cái mà mình thấy chướng tai gai mắt nhất ở bên Mỹ này, anh cũng ở bên Mỹ này, anh cũng thấy cái kiểu anh comment đặt ý kiến đồ này kia nọ, chắc tầm hiểu biết anh cũng khá lắm. Không biết sao mà càng ngày homeless ở tứ xứ em đi, em thấy nó tràn ra đường nhiều thế anh ơi, mà lại có mẹ dắt theo mấy đứa con đứng nữa. Ủa nhưng mà Việt Rai hả? Việt Rai, mình thấy lạ nè, hồi nãy giờ Việt Rai đâu có đề cập gì về chính trị đâu ta. Việt Rai chỉ thắc mắc những chuyện gì báo đài của Mỹ, tin tức của Mỹ đăng thôi, đúng không? Đúng rồi. Mà tại sao tự nhiên Hoàng Nguyên lại bảo anh Việt Rai ở Mỹ mà nói chuyện chính trị Mỹ như vậy, thì chứng tỏ anh rất mù chính trị Mỹ rồi. Ủa em đâu nói chuyện chính trị gì đâu trời. Ủa vậy ta, vậy cuối cùng nào nó mù? Đúng. Em mẹ vậy cuối cùng nào nó mù? Anh Hoàng Nguyên ơi, anh nói vậy là bậy rồi. Em đâu có nói chuyện chính trị, em đâu biết chính trị gì đâu. Em chỉ nói những cái chuyện thực tế cuộc sống người dân hiện tại em thấy trước mắt là chính trị chính em gì. Bây giờ em có không? Bây giờ á, anh em thấy anh là anh chỉ ok, nói thẳng ra là vậy nè, nói thẳng thắn ra là vậy, anh khen nước Mỹ, cái gì anh cũng khen nước Mỹ á, anh không có, nhưng mà em á thì em cũng khen nước Mỹ luôn, nhưng mà em cũng chê nước Mỹ luôn. Em thấy nước Mỹ nó hay, nó cũng có mấy cái rất là hay là cơ sở hạ tầng đồ này cái nọ nó ok, nhưng mà em thì em lại thấy hết hai cái, em thấy cái điểm sáng mà em cũng thấy luôn cái điểm tối. Mà hình như anh chỉ thấy cái điểm sáng thôi mà anh không có thấy cái điểm tối. Thì cái điểm tối của em á, là sao càng ngày, nó đơn giản lắm, cái chuyện này gặp bình thường, chuyện này ai cũng thấy hết. Càng ngày thôi đi ông ơi, dân homeless nó tràn. Thôi đi ông ơi, hả? Ông mù chính trị thì ông không biết về chính trị, thì ông không bàn gì về chính trị là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Ừ. Mình mù thì mình chấp nhận mình mù chính trị thôi. Còn hơn là những thằng đéo biết cô mẹ gì chính trị lên mà cứ sủa như đã rồi. Chính vì vậy nên tôi mới nghĩ anh một... Thì em có nói là em biết chính trị đâu? Mù biết chính trị gì đâu. À, mình mù mà mình đâu có thấy chính trị chính em gì đâu. Mình chỉ thấy những gì tin tức báo Mỹ đưa, không? Truyền thông Mỹ đưa, truyền thông thế giới đưa, và mình trao đổi với nhau để nhìn trên cái góc độ đó. Nãy giờ ông chính trị Mỹ thì để mấy ông chính trị gia Mỹ nó làm chứ, trời ơi trời, những thành phần gọi là đồng ATM mà homeless như đồ sao mà biết đường gì mà chính trị mà bán. Bây giờ anh có thể nào anh nói cho em nghe tại sao mà càng ngày homeless càng nhiều vậy? Em mới thấy thêm một bà mẹ đứng với mấy đứa con nít nữa kìa, cầm cái bảng xin tiền nữa kìa. Tại sao người ta phải ra đường người ta xin tiền? Nếu mà anh nói nước Mỹ của anh hùng cường, hùng hổ, giàu có đồ này kia, sao lại làm mấy cái đó chi cho nó mất cái thẩm mỹ, thẩm quan cái thành phố của em đang ở vậy. Em đóng biết bao nhiêu tiền thuế vô trong đó mà tại sao kỳ vậy? Cái thứ hai nữa là cái thành phố của em đang ở bây giờ nó lại đăng báo cái vụ này hoài, lại cắt bô xe nữa kìa. Ủa mới bây giờ nó rồi xin hả? Xin mời anh, xin mời cái anh sáng chính trị trả lời dùm vài câu của Việt Rai được không ạ? Sáng chính trị nha. Rồi giờ chị giờ tôi mù Việt Rai, mù chính trị, cơ quan mù chính trị, trung mù chính trị, ok, đồng ý. Cái đó thôi, còn mấy cái vụ mà bắn nhau thì em để dành. Vài bữa nữa có lên nữa gặp anh thì em hỏi cái đó để dành sao đi. Còn giờ chỉ về giải quyết cái vụ homeless giùm em cái thôi. Còn em bức xúc lắm rồi đó. Anh Hoàng Nguyên nói là em không đồng tình nhá. Cái câu trước là em đồng tình, em phê bình anh Việt Rai. Anh không có biết gì chính trị Mỹ hết. Em biết anh là nằm ở cái bang ở trung tâm của nước Mỹ nha. Ngày mai là em mua một cái vé, rồi em sắm thêm một cái búa, em sang em gõ vô phát cái là tự dưng là mở ra chính trị này. Yeah. Thứ hai nữa là câu trước á, công nghiệp chính trị Mỹ thì anh lại khẳng định Mỹ không phải thiên đường là đúng rồi, làm gì có xã hội nào thiên đường, cái này là em đồng tình. Thế nhưng câu trước thì anh phải đá câu sau, đúng không?
nói thế này khác gì là những người anh em thiện lành của em như kiểu là A Quy Nguyễn hay là Son Lê hay là Trương Quốc Huy là nó nói sai à? Nó bảo sang Mỹ không làm có ăn nghiễm nhiên được ở nhà lâu là được nuôi từ nhỏ, y tế thì được miễn phí 100%. Anh nói vậy là em không đồng tình đâu. Nước Mỹ dù sao chăng nữa thì cũng là nước Mỹ của những người anh em của em nhá. Em không ở Mỹ, em mạnh dạn em nhận như thế. Nước Mỹ là nước Mỹ của tôi. Của tôi là ý là mấy người anh em chứ không phải của em đâu. Mấy cái ông này á, nói thẳng ra một câu là mấy cái ông này á, mấy ông mới là bưng bô một cách mù quáng. Những cái mà trước mắt á, thì ông cố tình không chịu nhìn thấy, thấy mà lầm lơ bỏ qua, chỉ biết môi móc Việt Nam là hay thôi, chứ biết con mẹ gì mà lên đây đéo mẹ chính trị chính em rồi mù rồi ngốc. Đúng là mấy ông bưng bô Mỹ theo có bể quá. Người ta không mù đâu, chỉ có anh em mù đâu, người ta chỉ đuôi à. Đuôi không. Mấy chú làm quá, mấy chú nói không đúng rồi. Nói gì nói chứ dầu thao người ta cũng sáng chính trị. Thường thường mấy người sáng chính trị á mới thấy được cái càng để đu đi qua Mỹ hả? Đúng không? Còn mấy người mù chính trị không bao giờ họ thấy được cái càng để họ bám hết. Hợp lý chưa? Hợp lý không? Cái người mù thì cái gì đúng không? Đúng rồi, mù làm sao mà đi? Mù làm sao mà đi? Đồng ý không? Mù làm sao mà thấy được cái càng nó bám? Người ta sáng, mắt người ta tỏ, người ta tin tưởng. Trời. Cái này là em thấy ok, thì cũng là một cái chủ đề, thế nhưng mà nó cũng là một cái vô tình thôi, bởi vì là em thì thực ra thì nói gì thì nói, mình không phải là mình thiên vị cho bất kỳ một bên nào. Thế nhưng mà em, quan điểm của em là nhìn cái gì nó phải khách quan. Em công nhận một điều là ngay kể cả ở Việt Nam, đất nước chúng ta cũng vậy, không phải là tất cả đều tốt đẹp, không có những cái tồn tại của nó. Nhưng mà cái quan trọng là em đang để ý là để ý cái bước mà các cô các chú đi trước đó, người ta giải quyết những vấn đề tồn tại đó như thế nào, và người ta muốn để lại cho thế hệ sau, ví dụ như là thế hệ của em chẳng hạn. Đó là những phải tiếp thu, cần phải hỏi, cần phải lĩnh hội, cần phải phát huy. Đặc biệt là đoàn kết tập về tinh thần yêu quê vậy. Thì ít nhất thì chúng ta là thôi, không có các ca, không có linh thì cũng có cái bể cá này để đầy nước, đúng không? Thì nó cũng vui vẻ, nó phấn khởi. Tối đến là ta cứ đi làm đi cà phê, ta coi xong bắt đầu ta lên mạng, ta vui chơi, ta giải trí, ta giao lưu những người anh em thì... chứ không phải là chúng ta, nếu mà mù thì làm gì mà ngắm được cá đúng không anh? Làm gì mà ngắm được. Thế là cũng cảm ơn tôi qua đây và cảm ơn tất cả các chú anh chị đã nói buổi lắm anh. Cái gì chung xuống lại hay gì vậy anh? Qua Mỹ theo diện gì vậy? Việt Nam vậy thì về Việt Nam sống. Ủa, cái này là lại lạ nữa này. À, móc vũ khí rồi. Mấy anh quen giờ móc vũ khí rồi. Mấy cái này hồi chưa làm xài. Hồi chưa mình mới đi về Việt Nam ở. Việt Rai. Đi về Việt Nam ở. Cái này hồi chưa mình mới nói với Việt Rai nhớ không? Nhớ không? Hồi chưa mình mới nói với Việt Rai không? Đồ mới không khéo đuổi về mời về Việt Nam á. Đó, hồi sáng em chạy xe mà em run sợ gần chết á. Nước Mỹ của cùi. Nè, Hoàng Nguyễn ơi. Nước Mỹ của tôi là tôi trục xuất về Việt Nam á nha. Hoàng Nguyễn ơi, bây giờ ok, đồng ý cái câu của bạn, hiểu không? Nhưng mà bạn nói được, bạn phải làm được thì người ta mới phục. Cụ thể là thế này, đúng không? Bạn đã hài lòng với Mỹ, bạn ok tất cả về nước Mỹ, vậy tại sao bạn không yên phận tại nước Mỹ đi mà cứ lại chọt xẹt vào các diễn đàn của Việt Nam để bạn chọt cái này đâm cái kia? Nó khổ con cái diễn đàn nó là cái gì vậy? Kia Mỹ mộng thì không biết tiếng tăm, không biết cái gì hết thì sao anh? Không phải đâu con,
người ta nói sợ nói tiếng Anh là người Mỹ người ta không hiểu, không phải lạ kỳ không? Cái này thường thường là cái chiêu cuối của mấy ảnh á, mấy ảnh á, việc ra với mấy ảnh á, ở cái chiêu cuối của mấy ảnh á, à, chiêu cuối là gì? Ờ, Việt Nam tốt vậy, xong về Việt Nam sống đi, hồi xưa tôi đuổi ông cầm hoài luôn á, đuổi ông cầm, tức là không biết giùm cầm, cái hôm nào bên đó, mà cái này nọ, trời ơi, xong về Việt Nam sống đi, anh sao biết tao không về? Nói cho anh nghe nè. Việt Rai sao biết tao không về? Việt Rai nói cho anh Hoàng Nguyễn nghe nè, Việt Rai không những là sống ở Mỹ mà Việt Rai cũng đang sống ở Mỹ mà đang sống ở Việt Nam luôn đó. Việt Rai muốn sống vậy ở đâu là Việt Rai sống à, Việt Rai thích sống ở Mỹ vậy nó mới sang. Ờ, thôi Việt Rai vậy mới là hơn người đó. Việt Rai mẹ sống vậy đó luôn. Quỷ sứ mấy thằng mang tiếng. Ờ, bây giờ có mấy thằng nha mang tiếng là gì, nói tiếng Việt nha, nói tiếng Việt. À, tìm hiểu chính trị nước Việt mà muốn về Việt Nam về đéo được. Phải nói luôn là về đéo được. Đéo ai cho về. Ủa là sao vậy? Vậy là sao vậy? Thì đó mới là hàng hàng độc lạ. Không anh, à, cái là ở bên Mỹ á thì người ta nói tiếng Anh thì sợ người mà về Việt Nam á thì sợ nói tiếng Việt, Việt Nam luôn. Thế thành ra là không dám về. Nó giống như kiểu là cái thế giới nó hơi độc và lạ đấy. Chỉ số IQ đứng thứ hai thế giới chỉ so với người. Kinh lắm. Em thích phần bạn này. Nói thật sự là em hơi nể các anh đấy. Thật, nếu như mà để em mà nhìn nhận một cách nó trung thực và khách quan mà từ tận đấy, em rất là nể. Sống ở Mỹ mấy chục năm nhưng mà nói tiếng Anh sợ người Mỹ người ta không hiểu. Thế nên là thành ra là phải nói tiếng Việt. Đấy, có là người Mỹ giỏi tiếng Việt, xong đến khi mà bảo tiếng Việt rồi về Việt Nam sợ nói tiếng Việt thì người Việt Nam cũng không hiểu luôn. Thế thành ra Việt Rai không dám về. Ờ, Việt Rai, Việt Rai, Việt Rai nó nghe này Việt Rai. Mình đề nghị Việt Rai cái này nè, đề nghị Việt Rai cái này để mốt khóa mỏm mấy cái thằng mà sơ hở mà đuổi Việt Rai về Việt Nam ở đó, phải không? Bây giờ mốt mà Việt Rai mà gặp mấy thằng này á dễ lắm, khỏi cần nói gì nhiều á. Việt Rai đưa cái chụp hình cái sổ đỏ đất Việt Rai ở Việt Nam cho nó coi. Hành chi đâu cần thiết vậy đâu. Đúng không? Vậy thôi là hiểu rồi. Là chúng ta hiểu nhau chưa? Hoàng Nguyên anh nói cái này em thấy nó vô lý rồi. Em nói thật với anh là em đang dùng là 4G của Viettel nhá. Phủ sóng Hàn Quốc. Mà internet thì em sử dụng wifi là của VNPT nhá. Cái diễn đàn em mở tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ em có mở tại Mỹ đâu. Chứ không lẽ Mỹ người ta lại thích nghe bọn em nên người ta du nhập về bên đấy à? Hay là bọn em xuất khẩu? Ông Trung này không được rồi, ông Trung này là nó đá người ta câu quá đâu, chẳng khác nào ông chửi mấy Mỹ nhiều chị. Đúng không? Thì là bốn cầm cái này là... anh Việt Rai là buồn lắm. À, nhưng mà cái này là nói gì nói cũng cảm ơn Hoàng Nguyễn nè, cảm ơn Hoàng Nguyễn nè, nhờ Hoàng Nguyễn phản biện giùm cái lũ á, cái lũ gọi gì Human Rights Watch cái gì nữa, cái gì tổ chức gì đó vân vân phi chính phủ gì đó, là Việt Nam không tự do internet, chỉ số internet ở Việt Nam là thấp nhất toàn cầu. À, Việt Nam, người dân Việt Nam chỉ đưa tin với nhau bằng bồ câu đưa thư thôi, hoặc đưa tin với nhau bằng mấy con cá coi này nó bơi qua bơi lại để lấy tin thôi, chứ không có tự do internet. À, nó nói gì nó mình cũng vẫn cảm ơn Hoàng Nguyễn cái điểm này, đồng ý không chung? Mấy không? Em đếm ở trong hồ đây đâu khoảng hơn 20 con cá đây, là lúc nãy em bắt vài con lên để nó có cái comment hay là để những lời trả lời cho anh Hoàng Nguyễn. Em bắt mấy con lên rồi, em buộc đuôi em chạy em chết. Đáng quay, trùng đáng quay, có con cá nào nó ba sọc không? Nó ba sọc thì không có, nhưng ba màu thì có anh. Ba sọc, cổ không ghê. Kìa, con kìa, nhìn kìa, con kia con nằm im xuống giữa kìa, ba sọc đỏ với cái mình cái trắng không hồng kìa, đúng không? Gặp chung. Đúng không? Chung nói ba sọc thì không có, em thấy có ba màu. Không, nhưng mà đúng là
nhiều khi là anh em mình được giao lưu cởi mở này nó cũng phấn khởi. Đấy, cứ lâu lâu là anh em mình cứ được buộc mấy phong thư đấy, mấy cái comment vào đuôi mấy cá coi này, hoặc là buộc vào mấy con mèo đấy. Thế là ta chạy vòng quanh thế giới nó phấn khởi. Đấy là Việt Nam mà không có tự do internet rồi các kiểu, thế mà diễn đàn Việt Nam là cứ xâm nhập vào Mỹ là thế nào nhỉ? Em biết nó bay kiểu gì? Cái này chắc ông cầm nè, chắc ông cầm bữa về Mỹ rồi xách mấy cái la về Mỹ thả lung tung bên đó rồi đúng không? Bây giờ ông cầm khai thiệt đi, ông già luôn rồi, ông già la khai thiệt đi, ông bữa ông về Mỹ ông có xách mấy cái la để ông mang về bển không, để cho bên Mỹ người ta thấy? Không, ông cầm là một sau rồi anh. Em cứ như là cung một hồi là mấy con cá coi nè, rồi mấy con mèo á là nó buộc vào đúng, xong nó chạy nhầm lên cái máy bay của Thủ tướng Đức. Thế nào bay qua cái không phận của Mỹ là ông mới phát hiện, ông mới thả nó xuống. Đó, nó nhảy dù nó xuống thì nó mới có ở Mỹ chứ.